Hello. Và bài hôm nay thì tớ muốn hướng dẫn anh em đến là một bài nhạc nước ngoài. Bài này thì được hướng dẫn ở trên guitar rồi. Bây giờ tớ muốn hướng dẫn bài này ở trên piano. Đấy. Bài này tên là Ký ức của Maroon 5. Về các bạn thì bài này trên tông gốc của nó sẽ là tông si trưởng. Bài này về tông gốc của nó sẽ là tông si trưởng. Đấy. Thì tớ biết là ở trên piano ấy có một số anh em sẽ chơi ở trên piano cơ thì nó sẽ không có cái gọi là transpo. Cho nên là tớ sẽ cố gắng là hướng dẫn bài này ở trên tông gốc của nó luôn đấy, tông si trưởng. Thì bấm hợp âm nó sẽ hơi khó một tí nhưng mà nó chuẩn luôn so với bản gốc. Tớ sẽ đến luôn về phần hướng dẫn hợp âm xem bài này sẽ chơi ở trên hợp âm gì nhá. Ok, trước tiên là về phần hợp âm của bài này thì bài này tớ sẽ hướng dẫn anh em ở trên tông gốc luôn. Nó không có tăng hay là giảm transpo gì cả. Chơi nó sẽ hơi khó nhưng mà nghe nó chuẩn với bản gốc của mình. Thì để cho anh em nào mà chơi về piano cơ ấy thì anh em sẽ không cần phải tăng hay giảm mà vẫn chơi được bài hát này. Hợp âm đầu tiên chúng ta sẽ là hợp âm si trưởng. Si trưởng thì tay phải trước này, à tay trái trước. Tớ sẽ bấm những nốt như sau. Đầu tiên là ngón út vào si. Tiếp ngón trỏ tớ bấm vào pha thăng. Và ngón cái tớ bấm vào si. Đấy. Si pha thăng si. Ok chưa? Đấy là tay trái. Còn tay phải của tớ thì tớ sẽ bấm hai nốt thôi. Tay phải mình sẽ chỉ chơi hai nốt thôi, nó sẽ đơn giản hơn. Thì đầu tiên đấy là nốt re thăng. Tiếp theo là nốt pha thăng. Ok chưa? Đấy. Đây là si của chúng ta. Đó. Hợp âm tiếp theo sẽ là hợp âm pha thăng. Thì tớ sẽ có những nốt như sau này. Tay trái, đầu tiên là tay trái mình sẽ có pha thăng. Tiếp theo là đô thăng và pha thăng. Ok chưa? Tiếp, tay phải của mình sẽ là la thăng và đô thăng. Đó. Đấy. Đó, ok chưa? Bài này thì tớ sẽ không hướng dẫn anh em hợp âm dễ nữa. Tớ sẽ hướng dẫn chỉ một kiểu hợp âm thôi để nghe cho nó chuẩn nhất về cái bài này. Bài này nó cũng thật ra là nó chỉ có tầm 4 đến 5 hợp âm thôi, nó cũng không có nhiều đâu. Tiếp theo là hợp âm la giáng thứ. Thì tay trái của tớ sẽ là nốt la giáng, nốt rê thăng và lại la giáng. Đó. Ok chưa? Tay phải của tớ sẽ là si và rê thăng. Đó, đây là hợp âm la giáng thứ nhé. La giáng thứ. Ok, tiếp theo sẽ là hợp âm mi giáng thứ. Thì tớ sẽ chơi như thế này. Tay trái mình sẽ có nốt mi giáng. Tiếp theo là si giáng và mi giáng. Đó. Mi giáng này, si giáng này và mi giáng. Tay trái. Còn tay phải của tớ sẽ là pha thăng và si giáng. Đó. Đấy, tớ thấy thật ra là cái kiểu này nó cũng không quá khó đâu, chỉ là anh em chơi cái nốt đen thì nó chưa quen một tí thôi, nhưng mà mình cứ luyện tay cho nó quen một tí là được mà. Hợp âm cuối cùng của tớ sẽ là hợp âm mi trưởng. Thì tớ sẽ chơi như thế này. Tay trái khá dễ này. Mi si và mi mi si mi. Đó, mi si mi. Còn tay phải của tớ nó sẽ có nốt là son thăng. Son thăng và si. Đấy. Ok chưa? Bài này của chúng ta thực chất nó chỉ có những như từng đấy hợp âm thôi, nó không có nhiều đâu. Đấy là những hợp âm của chúng ta. Bây giờ thì tớ sẽ đến luôn cái phần hướng dẫn về vòng hợp âm này, sau đấy là điệu đàn để xem bài này sẽ chơi như thế nào nhá. Đó, đấy chính là tất cả những hợp âm của chúng ta trong bài này. Thì nó bấm hơn, nó hơi khó nhớ một tí nhưng mà nó cũng không có quá nhiều hợp âm, cho nên là anh em cố gắng nhớ nhá. Bây giờ thì tớ sẽ đến luôn cái phần hướng dẫn về điệu đàn cho nên bài này sẽ chơi nhiều nhá. Ok, về cái phần đầu tiên là vòng hợp âm trước đi. Thì bài này nó sẽ chơi cái vòng như thế này. Thì vòng hợp âm của tớ sẽ là si pha thăng la giáng mi giáng thứ mi trưởng, xong rồi lại si
trưởng. Fa thăng. Đó. Si 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 fa thăng. La giảng mi giảng thứ. Mi trưởng. Si trưởng. Mi trưởng tiếp xong rồi fa thăng. Đó, đấy là vòng hợp âm của chúng ta. Nó cũng không dễ nhớ thôi, nó không có khó nhớ. Đây là cái vòng hợp âm của chúng ta thì nó sẽ như thế. Còn bây giờ thì kiểu đánh của nó sẽ như thế này. Tớ sẽ đánh mẫu trước này. Đó, ok chưa? Đấy, phần hiệu đàn tớ cũng chỉ hướng dẫn một kiểu thôi. Nghe cho nó giống nhất với bài hát. Hiệu đàn của chúng ta này, nó sẽ là trái phải. Đó, đấy là cho hợp âm si trưởng nhá. Si trưởng nó sẽ đánh là tắt trái phải. Đấy, bài này thì anh em nó khó một cái, đấy là khi mà anh em dẫm vào cái pedal ấy, thì khi mà đánh tắt trái phải phải xong là phải nhấc chân lên luôn, chứ không phải là đấy xong rồi nhấc như thế, nó sẽ bị lâu và nó sẽ không cái tiếng nó không hay. Phải nhấc luôn này, nhấc đấy. Yeah. Tắt trái phải. Tắt trái phải. Sau đấy chuyển sang pha thăng. Pha thăng này tớ sẽ là đấy. Tắt phải. Đấy, lại nha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Đấy, đến cái 7 thì anh em sẽ ok chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tớ sẽ đếm từ 1 đến 8. Và 1, 2, 3 thì tớ sẽ đánh ở C. Sau đấy thì đến 4, 5, 6, 7, 8 tớ sẽ chuyển sang pha thăng. Ok chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy. Thì cái 7 ấy, khi mà tớ đánh này 4, 5, 6, 7, 8 thì anh em có thể một là chỉ đánh tay phải thôi, hai là mình đánh tất cả như thế này. Đó. Tùy, cái đấy là tùy nhá. Đó, tiếp theo đến cặp la giáng thứ và mi giáng thứ thì la giáng thứ đánh y hệt như si. Đấy là đấy, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy, anh em nhớ nhá. 7 thì mình sẽ giật. Còn một cái nữa đấy là khi mà chuyển hợp âm ý, thì ví dụ như này. Đó. Thì anh em đi mà chơi này thì đừng thụt tay về. Ví dụ bấm xong một hợp âm như này. Đấy, sau em có thói quen là thụt tay về. Như thế thì mình sẽ bị quên mất là cái hợp âm tiếp theo là gì, cả là một. Cái thứ hai là quên cái thế tay của cái hợp âm tiếp theo. Cho nên là khi mà bấm xong đấy, đưa sang luôn thì nó sẽ nhanh và nó nhớ hơn. Đấy. Đấy, anh em chỉ có đưa sang thôi, đưa sang và đưa lên, hoặc là từ mi giáng này mình sẽ đưa xuống ngay, nó sẽ là mi luôn. Đấy, anh em nhớ đấy, cái mấy cái mà mẹo ấy thì mình sẽ bấm vào âm được dễ hơn. Đó, si pha thăng la giáng. Đó, ok chưa? Đến cặp tiếp theo lại là mi trưởng và si trưởng. Thì bây giờ mi trưởng tớ sẽ đánh như cái si đầu tiên ấy, tức là 1 2 3. Đấy. Tắt trái phải. Sau đến si thì bây giờ si của tớ sẽ đánh giống pha thăng của cái lần đầu tiên, tức là 4 5 6 7 8. Đó, ok chưa? Đấy. Sau đấy tiếp lại mi trưởng pha thăng, tắt trái phải, tắt trái phải, tắt phải, 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy, bài này thì nhịp điệu của nó sẽ không đều nhau, cho nên là anh em nên khá chắc tay một chút thì mình đánh bài này nó sẽ quen hơn. Tôi sẽ đếm và đánh mẫu lại cho anh em một lần nhé. Tắt trái phải, tắt phải, 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 tắt trái phải, tắt phải.
Đó, ok chưa? Từ đầu đến cuối bài thì anh em sẽ chơi như thế nhá. Mình có thể chơi nhanh hơn một chút để cho cái tốc độ của bài hát với cả tốc độ mình đánh nó giống nhau. Bây giờ thì tớ sẽ đến cái phần demo xem là bài này sẽ chơi như nào nhá. Đó, đây chính là điệu đàn của ta. Về cơ bản tớ sẽ chỉ hướng dẫn anh em một cái điệu duy nhất như thế thôi, tại vì bài đấy nó hợp với điệu đấy nhất, người ta cũng đánh theo cái điệu đấy luôn. Đó, bây giờ tớ sẽ đến luôn phần demo xem là bài này sẽ chơi như nào nhá. Những hướng dẫn video tiếp theo nhá.